Hi, mình chào konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Nhật ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen là 4. Và trước khi vào một ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hay Konoeo Mitikara Sai. Rồi, các bạn nhìn thấy các bạn nam này đang làm gì ha? Đúng rồi, đang học bài Mingoshimasu. Và bạn đó cũng vừa gì? Vừa nghe nhạc là gì? Ongaku o kikimasu ne. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có cái mẫu câu là Ongaku o kikinagara bengoshimasu là gì các bạn? Đúng rồi, câu này dịch là gì? Vừa nghe nhạc vừa học bài, đúng không các bạn? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi học và mẫu có chút là nagara là vừa làm cái gì đó, vừa làm cái gì đó các bạn. Rồi, để hiểu rõ hơn mẫu có chút nagara, chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc. Rồi, cái phần cấu trúc nagara này thì mình sẽ có đi với động từ thể must, thì chúng ta bỏ must đi cộng với nagara và động từ v2 được chưa các bạn? Rồi, ý nghĩa của nó là vừa làm v1 vừa làm v2 các bạn ha. Rồi, để hiểu rõ hơn cái mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau đi thêm một câu ví dụ. Hay terebi o minagara gohan o tabemasu. Câu này dịch sao các bạn? Đúng rồi, thì là gì? Vừa xem tivi vừa ăn cơm, đúng không các bạn? Rồi, giống như hồi nãy câu ví dụ mình vừa nói là gì? Eto ongaku o kikinagara bengoshimasu, thì câu này cũng là gì? Terebi o minagara gohan o tabemasu. Thì mimasu chúng ta bỏ mắt đi thành minagara. Iですか? Hay. Rồi, cái mẫu chúng này chúng ta có ba cái điều lưu ý dành cho các bạn ha. Thì đầu tiên là gì? Hai hành động được thực hiện đồng thời bởi cùng một chủ thể, chứ không thể nào là giả sử như mình và anh của mình làm một cái hành động khác thì không được ha. Rồi, V2 nhấn mạnh hơn V1, đúng không các bạn? Là cái hành động ở V2 là cái hành động chính, còn hành động V1 là cái hành động phụ ha. Ví dụ như nãy câu ví dụ là gì? Terebi o minagara gohan o tabemasu, thì cái hành động gohan o tabemasu là cái hành động chính nha các bạn. Rồi, tiếp theo, thì và thể của câu được quyết định bởi V2. Thì ví dụ như là hôm qua mình vừa xem TV vừa học ha, thì mình sẽ có câu là kino terebi o minagara benkyou shimashita. Iですか? Rồi, để hiểu không? Mẫu cấu trúc này chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay, sasuku renshu shimashou. Rồi ha, trước tiên thì mình luyện tập những cái mẫu câu thể ngắn trước hai các bạn. Rồi, thì mình sẽ có câu là gì? Kikimasu chúng ta bỏ mắt đi thành kikinagara. Tabemasu chúng ta bỏ mắt đi cũng là tabenagara. Nomimasu chúng ta sẽ có câu nomi-nagara. Iですか? Hay, tsuki no renshu shimashou. Hay, この絵を見てください. Rồi, các bạn này đang làm gì ta? Đúng rồi, vừa nghe nhạc, vừa làm việc, đúng không các bạn? Rồi, chúng ta sẽ có mẫu câu gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ có mẫu câu là Ongaku o kikinagara hatarakimasu. Kikimasu chúng ta bỏ mắt đi thêm nagara vào là kikinagara iですか? Hay, một chút đổi thêm ください. Ongaku o kikinagara hatarakimasu. Hay, iですか? 次の練習しましょう. Hay, この絵を見てください. Rồi, các bạn nhìn thấy cái bạn nữ này đang làm gì ta? Đúng rồi, vừa đang đọc sách và vừa nấu ăn, đúng không các bạn? Rồi, chúng ta sẽ có một câu là そうですね. On を読みながら料理します. Thì 読みます chúng ta bỏ mắt đi thêm ながら và 読みながらいいですか? Hay, もう一度やってください. On を読みながら料理します. Hay, いいですか? Hay, 次の練習しましょう。Hay, この絵を見てください. Rồi, các bạn nhìn vào cái bức hình này thì bạn nữ đang là gì? Đúng rồi ha, vừa nghe nhạc vừa ngủ, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi ha, chúng ta sẽ có mẫu câu là Ongaku o kikinagara nemasu. Thì dịch câu này sao các bạn? Đúng rồi ha, vừa nghe nhạc vừa ngủ ha. Hay, moichido yatte kudasai. Ongaku o kikinagara nemasu. Hay, iですか? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Các bạn hãy nhớ làm bài tập. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata konnichiwa.